cây trà lự điểm tuyết nha bạn nhá. Các bạn nhìn thấy là cái răng cưa của nó rõ nét lắm ạ. Và lá nó dày dặn. Nói chung là riêng với các loại trà, nhìn lá là có thể phân biệt được là trà gì và chính xác 100%. Những cây trà ở đây ấy thì tùy từng cây ạ. Như cây xấu nhất như kiểu cây này ạ, cao khoảng tầm 1, 2, 3, chắc khoảng tầm 50cm. Và có những các cây cao hơn, cao 70cm. Nhiều cây khá đẹp luôn. Mình muốn là muốn bán cả lô, còn đâu nếu mà các bạn có nhu cầu mà mua lẻ, mua một vài cây thì vui lòng alo một trong các số điện thoại bán lẻ trên màn hình nhé bạn nhá. Cây rất đẹp luôn. Cây trà này là một trong những dòng trà bông hoa đẹp mà nó lại kiểu ít ý, cho nên là nó hiếm và nó quý. Các bạn có nhu cầu thì alo sớm nhá. Cảm ơn bạn nhiều.